Hải quân Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí laser hạ gục máy bay không người lái ban đêm. Vũ khí laser mới của Hải quân Hoa Kỳ hứa hẹn là một lời cảnh cáo cực kỳ nguy hiểm đối với những quốc gia muốn trinh sát, hoạt động hoặc tấn công Hải quân Hoa Kỳ. Theo Independent, Hải quân Mỹ mới đây đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí laser mới, năng lượng cao, đặc biệt là có thể tiêu diệt một máy bay không người lái ban đêm đang bay trên không trung một cách dễ dàng với chỉ một lần bắn. Vũ khí này đã được thử nghiệm trên chiến hạm USS Portland thuộc hạm đội Thái Bình Dương tại Trân Châu Cảng hôm 16 tháng 5 vừa qua. Những hình ảnh và đoạn video của Hải quân Mỹ công bố cho thấy là tia laser phát ra từ phần mũi của chiếc tàu vận tải đổ bộ USS Portland trong khi các đoạn video ngắn cho thấy một máy bay không người lái đang bốc cháy. Hải quân Mỹ không nêu ra chi tiết địa điểm mà họ thực hiện vụ thử nghiệm vũ khí laser, chỉ biết có khả năng là loại laser mạnh nhất có sức hủy diệt lớn nhất ngoài biển. Cổ máy được thử nghiệm này có tên là hệ thống nguyên mẫu vũ khí laser hoàn thiện, được viết tắt là LWSD. Chỉ nói rằng nó diễn ra ở Thái Bình Dương vào ngày 16 tháng 5. Hệ thống nguyên mẫu vũ khí laser hoàn thiện được phát triển bởi văn phòng nghiên cứu hải quân có công suất là 150 kW khiến cho nó mạnh gấp 5 lần so với các loại laser khác của hải quân. Hệ thống vũ khí laser được phát triển trên USS Ponce và năm 2014 có sản lượng được báo cáo là 30 kW, đủ để bắn hạ các máy bay không người lái nhỏ. Laser quan học cực sáng của Hải quân Hoa Kỳ gần đây được trang bị cho hỏa tiễn dẫn đường cho tàu khu trục USS Dewey, được thiết kế để bắn hạ máy bay không người lái và phá vỡ các thiết bị nhận dạng quang điện. Có nghĩa là nó có thể mạnh như hệ thống vũ khí laser Sức mạnh của loại vũ khí này cũng không được tiết lộ, nhưng một bản báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế năm 2018 từng nói là vũ khí laser có công suất 150 kW, khiến cho nó mạnh gấp hơn 5 lần so với các loại laser khác của hải quân. Theo báo cáo của Viện Lexington, có thể có khả năng giải quyết mối đe dọa từ máy bay không người lái, thuyền nhỏ, hỏa tiễn, pháo binh và súng cối là một bước nhảy vọt lớn về năng lượng so với các vũ khí laser trước đây. Có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết về hệ thống nguyên mẫu vũ khí laser hoàn thiện, đặc biệt là nó có thể tham gia nhiều mục tiêu đến mức nào. Một hệ thống tương tự hỏa tiễn SRAM được dựa trên hệ thống vũ khí đánh gần, có thể tham gia một số mục tiêu tương tự trong phạm vi khoảng 6 dặm. Tuy nhiên không giống như hỏa tiễn, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như là mưa, bụi khói hoặc các hạt trong không khí khác sẽ tác động xấu tới tia laser, làm giảm khả năng đốt đến mục tiêu ở khoảng cách xa. Các loại tàu vận tải đổ bộ có vẻ như là một sự lựa chọn để lắp đặt laser tiêu diệt máy bay, vì tàu lớp San Antonio thường mang theo hàng trăm thủy quân lục chiến cho các nhiệm vụ tấn công đổ bộ. Theo báo cáo quốc phòng và hàng không vũ trụ, Hải quân đã chọn USS Portland vì các tàu San Antonio có không gian trống ban đầu được dùng cho các hầm chứa hỏa tiễn phóng thẳng đứng. Các hệ thống vũ khí không bao giờ thực hiện được trang bị cho tàu và các dây cáp điện được lắp vào tàu cho các tia laser dễ dàng hơn. Bằng việc thực hiện các cuộc thử nghiệm chống máy bay không người lái và chiến đấu cỡ nhỏ trên biển, chúng tôi sẽ thu được thông tin quý giá về khả năng nhằm đối phó với các mối đe dọa của hệ thống nguyên mẫu vũ khí laser hoàn thiện. Đại tá Hải quân Carey Sanders Hạm trưởng của tàu USS Portland nói trong một tuyên bố. Hải quân Mỹ cho hay là laser còn gọi là vũ khí năng lượng định hướng rất hữu hiệu trong việc đối phó với máy bay không người lái và các tàu vũ trang cỡ nhỏ. Việc Hải quân Mỹ phát triển vũ khí năng lượng định hướng giống như hệ thống nguyên mẫu vũ khí laser hoàn thiện sẽ lập tức mang lại nhiều lợi ích cho lực lượng chiến đấu và cung cấp cho các tướng lĩnh chỉ huy thêm nhiều sự lựa chọn phản ứng tuyên bố của Hải quân Mỹ cho hay. Năm 2017, đài truyền hình CNN đã từng đăng tải thông tin về một cuộc tập trận bán đạn thật, trong đó sử dụng vũ khí laser 30 kW bắn trên một tàu vận tải USS Ponce trên Vịnh Ba Tư. Vào thời điểm đó, Đại úy Hải quân Cal Hills phụ trách hệ thống vũ khí laser đã mô tả về cách thức mà nó vận hành. Nó phóng đi một lượng lớn Poland trong một vật thể đang lao tới. Ông Hughes giải thích, chúng tôi không phải lo lắng về sức gió, tầm bắn hay bất cứ thứ gì khác. Chúng tôi có thể thi hành các mục tiêu nhờ vào vận tốc ánh sáng. Hệ thống nguyên mẫu vũ khí laser hoàn thiện là một kỹ nghệ đã bắt kịp các hệ thống dựa trên hỏa tiễn hiện đang phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ. Về mặt lý thuyết thì hệ thống vũ khí laser có thể bắn không giới hạn số lần bắn. Trong khi hệ thống SIREM tương tự chỉ giới hạn đạn được bắn gồm 11 hỏa tiễn. Các hỏa tiễn Sirem có giá hàng ngàn mỹ kim cho mỗi chiếc, trong khi laser tiêu tốn số lượng nhiên liệu cần thiết để cung cấp năng lượng cho vũ khí laser, tốn khoảng vài sen cho mỗi lần bắn. Tia laser mới của hải quân chưa sẵn sàng để thay thế cho vũ khí như Sirem. Một hệ thống vũ khí hoạt động sẽ cần phải tăng cường để chịu đựng được sức sống còn trên biển, chịu đựng sự di chuyển gần như liên tục trong khi con tàu đang được tiến hành. Cần được bảo vệ mọi sự suy yếu của mọi tàu chiến nước mặn ở trên biển và tác động ăn mòn của rỉ sét. Hệ thống nguyên mẫu vũ khí laser hoàn thiện không đủ mạnh để phá hủy các máy bay có người lái lớn hơn và quan trọng nhất là các hoạt tiễn chống hạm sắp tới. Các mục tiêu lớn hơn di chuyển nhanh hơn, như vậy đòi hỏi mục tiêu laser mạnh hơn trong thời gian ngắn hơn. Sự tiến bộ của Hải quân trên các hệ thống vũ khí laser đã nhanh chóng chuyển từ 30 kW năm 2014 lên tới 150 kW vào năm 2020. Thật là không bình thường khi một loại vũ khí trở nên mạnh hơn gấp 5 lần trong vòng 6 năm. Trong 50 năm nghiên cứu và phát triển đằng sau sự tiến bộ này, tất cả những nỗ lực cuối cùng đó sau cùng cũng được hoàn thành mỹ mãn.